Tôi đọc từ. Xích nội tao ghi luôn nha, nếu router xài xích nội thì interface là những cái gì liệt kê hết. Router 0, router 1, router 2. Các bạn ghi interface thì dễ ghi lời gác thì như thế nào. Liệt kê gác. Rồi xích. Xích chúng ta phải chú thích cụ thể. Giờ là người ta sẽ chọn con nào để ta theo nét. Xích nào theo nét. Xích theo nét thì chúng ta phải làm gì? Đặt IP cho VLAN. Ok. Chắc mà đặt 2 bia, hết 2 cái luôn. Trong ship chúng ta phải lưu ý dùng phân dùng thầy, đúng không? Nếu ship nào mà chúng ta có hai cái lên ship phần đấu là counter mà mình chia ship interface thì ship đó là chung chứ hết trường ha. Ship là chia cái lên thì phải như quy định liên bọt. Rồi quay qua ship router, ship xong tới quay lip router. Quay lip router 1, 2 hay 0, 1 chúng ta xài con nào cũng được, 0, 1 đúng không? Như thế thì tôi IP LAN, IP LAN đúng không? Như cái cả wifi đó, tự biết ha, tương tự anh đi đây là anh đi qua tức anh đi internet đó, tôi thích cái gì anh bạn. Cái internet là video nào vậy? Gì? Cái internet là video nào vậy? Khi ta làm được cái bảng này mấy cái video đầu á, tôi nhìn vô tôi biết chúng ta có hình cái sao cái gắn là video. Chúng ta sẽ có từng ra từng thứ 10, hết từng 11, hết từng 12. Xin lỗi. Bạn thành ra hết từng sau chúng ta phải có các bạn này. Đây quá. Cái này và cái này. Dạ. Yeah. Thứ 7 thì sao? Trước cái này nè. Ủa cái này gửi là con đợi đâu có cho đến đâu. Trước nữa. Ủa này á. Tôi xin gửi mail và đặt chuyên kỳ. Ủa cái này cái đó đó. Nên giờ ta sẽ trả lời đó nha. Dạ. Gửi bản này thì nhớ đưa sơ đồ mạng vô dùng tôi cái sơ đồ mạng xếp thứ tự. Mình nhớ ghi VLAN là bao nhiêu user trong đề đúng không? Thứ tự đó thì VLAN. VLAN 1 là bao nhiêu user, VLAN 2 bao nhiêu user ghi rõ ra. Nó có cái cột. Để chi xích nét thì nhìn vô ha. Các bạn chia sẻ test á, VLAN 1 thì ta có cái cột là bao nhiêu user, VLAN 2 bao nhiêu user, VLAN 3. Làm xong chuyển qua VDF gửi đi cho nó an toàn khỏi virus không đó. Gọi nguyên lý của người em hỏi đi kỹ không? Chúng ta tạo trên Excel hay là gọi những được hết, sau đó chuyển qua PDF. Rồi. Chúng ta chỉ có 2 tuần để làm rất là nhanh ha. Bữa nay là 10 mai có kẹt coi phim với chứ. Cái gì? Mai có kẹt coi phim. Cái gì Panda hả? Phim cát á. Cái lợn cát không? What the fuck? Thôi vô coi xíu rồi về kiểu làm cũng được. Phim 3 tiếng gì? Ờ
Mình ở nhà là bài đúng phải xã thì chép chứ vậy áp lực làm xong rồi nữa hết áp lực đó rồi mày làm cái này chưa cái này làm nhanh hơn luôn cái này chỉ cần ghi video thôi từ mét đầu phút phút thứ mấy để báo cáo thì để không hai buổi đó chia ra thì phải đi nhập bắt buộc các nửa phần trăm ra chúng ta chia ra đi báo cáo đi vô ngồi cũng là mệt chia sức nhát thì dễ rồi nhưng mà bây giờ các chọn cái cho thay chúng ta phải từ sơ đồ chúng ta mới lo thiết bị ra đấu theo sơ đồ trước khi đấu vô thì khi đó mình mới biết mình xài cho thay loại nào nha. Những ai mà xài cái con router giữa mà xài ship nội á ở giữa thì chúng ta sẽ xài được cái cái phay ghi ra trên đấy. Còn ở cái ship giữa mà cái con đau giữa mà chúng ta xài ship này nè. Tao con đậu. Thì chắc con đậu. Xe vô. Phải xài xe vô. Để lôi hai nó ra. Chứ không phải xài interface mà ghi ra cho nó được cái đó. Do đó lưu ý dùng ha. Rồi. Rất nhiều người làm sơ đồ còn lơ ngơ nó chưa thực sự phải làm gì giả cho có lễ đi mày coi tới này chưa cái này là giả sơ đồ cho khi chụp cái chụp hình này chụp hình tôi việc xem thầy cho ta nhá. Cái này là gì? Này đâu liên quan tới đồ án đâu, cho ví dụ mà. Cái nào? Cái này nè. Cái clip này dùng như cho ví dụ bài giới kiện. Đặt chủ đề sao? Còn biết đề gì đâu? Tức lên. Tàu đẳng ha. Ta còn cho hỏi
Cao tầng có một cái điểm tiến. Cái gì nữa anh? Điểm tiến gì? Cao tầng định tiến sao nó đi qua bên kia? Hỏi ngơ ngơ hoài. Chứ là xe điện mạng không định tiến rồi làm gì? Cái bước là bước khi người ta đang làm bước là trước, còn sau này phải định tiến mạng mới chạy chứ. Bạn định tiến là chúng ta làm được, làm được tôi với tôi kiểm tra bao nhiêu được còn biết rồi. Rồi khỏi làm đi. Làm huy cấp thực tế thì mưa viên được hay không? Tôi biết chúng ta định tiến được hay không? Vấn đề định tiến là một bước nhỏ. Tôi kiểm tra định tiến bằng cách trên xe đua từ từ. Nhưng còn các bạn có đi được hay không? Lấy định tiến đúng hay sai? Nha. Còn như là tôi coi API và chia cái này coi coi làm đúng hay không, mà những cái cũng quan trọng. Rất nhiều người bán API sai nhưng mà không trả được. Đó là nhờ là do ta làm bán API trước rồi, bán API trước rồi, giống như thiết kế chuẩn rồi ta mới sử dụng lại được. Chia sức nén rất là dễ nha, lấy cái gì cho tích tích cho đúng nha, bằng mỗi số thứ tự sẽ có số chia sơ khác nhau nha. Nhớ là chúng ta chỉ cần dùng cái máy server thôi nha, đảm đương 3 nhiệm vụ chúng ta được quyền ghép. Một server có 2 chiếc máy, chúng ta lấy chiếc máy cũng làm được đó. Có thể là vừa email hoặc vừa DDoS hoặc vừa web vừa lên ra vừa email chúng ta chọn kỹ nào cũng được. Mà muốn theo net được phải định tiến nha, phải bình vô nó được. Mà mày muốn bình vô con switch thì phải có địa chỉ mạng với địa chỉ default gateway. Lấy con chính giữa rồi ra. Giờ phải gác cái vị chứ. 11, 12 chúng ta sẽ học một số phần để ta thi trắc nghiệm. Công nghệ thay đổi liên tục quá, nên ra phải sọn lại là liệu được. Chúng ta bỏ bớt một số thứ, bây giờ sọn lại một số thứ nhiều luôn rồi. Rồi xong rồi. Họ đề chúng ta nghe chụp nữa. Biết không, không? Tới giờ tao có còn 3 bài rất nhanh. Tối xả chết đồ mệt quá. Mới coi đâu, mới chịu coi. Cái lần cắt không. Chuyện gì? Cái lần cắt không. Chuyện gì á? Đồ nè.
Thôi chắc vô mày, vô mày ngủ rồi chứ coi gì. Phim giáo gì vô ngủ rồi. Mày coi Godzilla là còn không tính. Để đó phim chính trị, tôn giáo, kinh tế. Đấy. Một sản phơ chúng ta là ba chức năng của mình đó, vừa đê đớp, vừa web, vừa email được luôn. Đúng không? Nhưng mà cốt định giờ này tôi cho ta làm hai con làm ba chức năng, chúng ta ghép ghép chung một con hai chức năng nào cũng được đó. Từng sao làm các bạn. Thôi xin lỗi đi hỏi đi rồi về nhà không biết hỏi ai. Giờ còn có tiếp hết là biết chạy này sự biết được hay là gắn thêm mấy bọn vô cái con ghi câu tên hả? Không cần gắn, mày lên mày bấm vô CLK mày chia nó ra à. Bấm lệnh thôi, không cần đâu. Bấm lệnh nó tự tạo ra cho mày. Còn Gmailan, chọn Gmailan thì là cơ bản là ví dụ đây, Gmailan từ 0 cho đến 19 là thuộc Gmailan 1, từ 10 đến 20 là thuộc Gmailan 2. Ừ. Đúng không? Thì kiểu là chia thành hai mảng nhau đó. Này, các bạn xem cái mày cho tao được. Của thảo nó cũng có gì đâu mà tại vì tôi có cái hình của mày á, tay nhận xét hình mày xuất nét vậy được chứ, còn mày xuất nét của mày là còn dễ là cái tao đầu cũng gắn vào mày được đó đó chứ. Coi video đầu tiên làm được không? Ừ chút nữa đi rồi biết nó như thế nào liền. Em cái gì mà gắn cái video sai hoài trời được quá. Bản xứng nát lõm hả gì ạ? Hai năm hai. Cái bốn rồi số bảy. Có người định tiếp chứ người ta bay chưa? Rồi. Có video mày có chút. Chính là hay. Giới thiệu kênh mày luôn đi Minh. Gì vậy ổ ổ. Quýnh bản quyền bây giờ. Ờ hay chơi bản quyền nhưng mà quá tét luôn trời. Bóp tí tét. Gậy vậy đó chứ. À cho mày gậy à. Mày đăng clip gì cho mày gậy à? Đăng clip review gì đó. Ngáo. Biết giờ còn đó. Số liệu thu tích tao đỡ cho 3 tháng đỡ chứ nó đá ngoài tự nhiên được tao vô đây là mấy thằng có cái nó xét đó à nghĩa là địa chỉ chỗ này chính thương kia. Ừ cái nào có nó xét là interface á. Cái cổng nào mà nó có đại sao chữ nó xét là cái đó dùng để gắn IP được á. Hên quá nó gỡ. Tao cài cho mày một đống nữa. Nó cài mấy clip vẫn không rồi lên mồi vèo mấy nước đầu mấy quyển ông đầu 50 view. Nè, 56. Rồi có đi. Gì cái gì? Có chuyện gì? Hay đi qua hả? Ờ cái ship nội anh có cắt IP không? Cắt IP động không? Cắt IP không anh vậy? Anh cắt vô ship nội thì anh phải gắn IP định thôi. Con router nè. Không? Nó có IP internet đó, gọi là internet
Đó, em có quay không? Nếu bạn cắm vô chiếc nội á thì bắt buộc là gắn là điện tử cho nó rồi. Ok. Hoặc chúng ta cắm vô chip cũng vậy luôn. Cắm vô chip nào cũng vậy thì phải gắn AP gì? AP tỉnh. Cái con đầu tiên. Rồi. Còn con thứ sau mở rộng thì dễ, con thứ sau cắm là để auto thôi. Nó tự ghim vô. Rồi nó nhận AP. AP qua cho nó nhận. Nhưng mà phải sửa AP đây. AP đây trùng nhau với em hả? Đó, chỉ để đây thôi. Còn cái con qua clip, con qua clip cho tơ đầu tiên mà cắm vô xích thì bắt buộc phải gắn AP tỉnh. Còn AP tỉnh là gì thì chúng ta phải suy nghĩ. Còn mày muốn mà nó phải tắt được tao cũng IP tỉnh đâu phải không? Mày nhập cái địa chỉ DNS vô phải không? Phải bắt buộc phải nhập IP tỉnh nên nó mất không không có tự kết nối VB nữa. Có cái bản của thầy đó làm hay không? Ngồi như từ từ để hiểu. Chia thôi chứ làm theo gì. Có thầy vô sẵn đó rồi ai hết vô thôi. Cái của một thầy khác, cái này tao chia mạng ví dụ đi đặt đi nè, đi cái này nè, 255 mày lấy 128 đi, 128 biết đầu rồi, 8 biết sau coi. Abi qua cái dòng Abi Abi là mình đặt Abi chơi con ra qua lít đầu tên này Abi là mấy thì ghi ra trọng nghiệm cho 64 nữa mình phải ghi ra trước mình mới có mình đó tổng tên là như sẽ mình phải biết là Abi có sơ đồ mạng rồi Abi nó phải là mấy khi đó mình mới có mình mới nhập ra được chứ trên bản thiết kế bên đây mình chưa có gì dưới Abi trên đây mình ngoài nó sao mà dựa trên sơ đồ mạng mà biết phải biết được Abi của nó là gì nó thuộc lên nào. Mình đang cắm qua lít router nó vô đây nè. Hai bên đây lắm, mình cầm mình đã có bản chip hết rồi. Thì dựa trên IP đó mình cắt IP nó. Má tao bóp giết dơ luôn rồi. Dơ vú rồi. Còn gì nữa không? Sức cấp mát. Sức cấp mát. Sức cấp mát của nó là đây là cái file này ra xem. Bị quên cái gì vấn đề đó. Có mà có là liệu mà. Đây. 16 là xếp 18. Đó thì 28. Rồi 208 nữa rồi. Ủa cái này 208. Cần chương 9 nha. Dạ. Chi sức lên interface á. 9 là 8. 200 216. Con lên. Con biết nói liền. Mày chưa gắn sức tích mát. Gắn là mày nói. Trời không có sức tích mát. Cái gì vậy? Người ta gõ thôi. Người ta cứ phải dạy nhớ thôi. Người ta có người ta dạy nhớ thôi. Như thế. Xếp 32252. Cái này là phóng liên tục nha, mày hót ra là nó lỗi hết. Rồi đó, on rồi. Sao bét chỗ nào đó, chỉnh lại. Tao chưa bị rồi ra trường hợp bây giờ. Mình là sai cái IP đó. Ừ, sai IP. Sao mà sai, chia kỹ rồi. Chữ 8. Mày bán này hiểu không?
Từ là 255 là 8 tiếng đồng hồ. Là 255. 254 là mình này sạc mấy? Này sạc 20 sạc 31. Sạc 25 nè. Sạc 24 nè. Dễ hơn nó sạc mấy? Ờ đúng rồi. Nói chung mình mượn một viết. Nó đang sạc 24, mượn một viết đúng không? Thì nó sạc 25. Là cái đuôi nó sẽ là 128. Đây là mượn thêm một viết nè. Mượn 2 viết là sạc 26. Là 192, mượn 3 viết là 224. Mượn 4 viết 240. Ta cứ cộng mà mượn 1 bit là 128 bit đầu tiên, mà 1 bit 128 cộng thêm 64 cộng thêm 32 cộng thêm 16 cộng thêm sạc 30 mình là mấy? 252 nè. Sạc 30 hết đát rồi. Sạc 30 hết đát rồi, đang muốn bằng 2 chưa? Mình mượn 6 bit nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bit. Tức là sạc 30 nè. Sạc 30 là 252. Đó, từ đây có tăng ra rất là dễ. Có quy định ta nhớ là dễ, cái đầu khó đâu. Trời, cái đầu. Sẽ biết đầu tiên cộng số nó nhất là 128. Chia theo cái đó, chia theo cái bảng á. Chia theo theo từng bảng. Chia theo cái đó nó khó chỉnh IP. Có clip không chia, dạy chia là biết. Nè, người ta chưa theo từng bảng nữa chứ gì đâu. Sao mới chắc chắn nghe? Dễ, từ đầu tiên dễ sơ đồ một trước. Rồi chia từ mấy tới mấy đó. Cái này là 1, 2, 3, 4. Mình dư cái này là chúng ta được quyền trao đổi bạn bè, hỏi được quan trọng, hỏi xong phải hiểu. Nè, cho tôi hỏi phải hiểu ra, chứ phải copy nhờ bạn làm sạch sẽ. 78. Vô mà tôi hỏi biết gì hết là chỉ có ba. Chắc là 8, 31 thì nó sạch tư. Trong quá trình làm bước hỏi tôi tư vấn trả lời bình thường, không có gì hết. 86. Ta còn đi học và còn người hỏi. 13, 16. 13 thì lấy 16. Còn vô tôi test thì tôi sẽ hỏi được bạn. Vậy thôi, test thì coi chúng ta hiểu được đâu nào. Nếu mà trong quá trình chúng ta làm thì chúng ta được người hỏi. Tôi không cấm thì giữ hết. Không xài thì đáy kể hai, đi. Dư 2, 16. Mấy lót chưa hợp lý gì cũng như khi bạn bè chỉ không hiểu tôi hỏi đúng không? Hay từ của máy chơi kết nối giữa hai con tên gọi là link. Thật sự nó cũng là một mạng á, nhưng là chỉ có cái link là được hai điểm thôi, thành ra gọi là link thôi. Thường lấy mạng đó là mạng sạch 30, tại vì nó có cần có hai địa chỉ IP thôi, cái mạng nó chỉ cần hai địa chỉ IP thôi, đó là cái link. Link là đường kết nối giữa hai điểm, thành ra chỗ đó chỉ cần có hai địa chỉ IP cho đó mình xài cái mạng sạch 30. Mạng càng nhỏ thì nó được tiến càng nhanh. Samsung. Vậy là ông không dạy em xin đêm dậy tối thứ tư tối thứ bảy sáng chủ nhật thực hành tuần sau như tối thứ ba tối thứ tư có được bài này yes. Tối thứ bảy thì hãy kế bên phòng mình đó. À, đúng rồi. Nghe tiếng hài hoài đó mấy nhỉ.
tập đi xử lý á. Tối là phải còn thêm 4 buổi nữa. Bị vô 4 buổi tập hôm nay. Có gì đâu? Cậu không biết. Tập diễn 01, diễn 02 đó. Gắn mấy cái này hả? Sao còn đường ra trường nó đang khó. Này nó chia bốn linh luôn. Chia bản cũng sai, nó làm gì ăn. Sai cái đéo gì mày coi, sai cái đéo gì. Sai gì sao, giờ máy mày cùi mía. Sai cái đéo gì. Đây. Kiếm chỗ sai nó cho mày. Mày xét tâm sẽ tâm tư địa chỉ đầu tiên. Mày tao bao mày đi coi phim luôn. Đi cuối 127 ba ơi. Chị. Cái cuối là cái cuối là 227. Ở đây dưới 7 là đúng rồi. Đi cái cuối là chỉ bán bá nè. Con sao cắm với con trước thì rất là dễ ha, không gì hết ha. Nhớ con sao lấy nhẹ, con sao cắm vô len con trước ha. Vậy thôi mình ta không hiểu gì đâu. Tại sao hai con cuối là sẹt 8 đó, hai con cuối chia 2 phải không? Ừ thì chia 2 đó là từ 16 chia ra hai con là 8 cách mày trình bày. Hai video phải đổi khác. Ừ, gọi thì tao xóa. Đó vậy thôi. Đổi đi. Lên 2 của mày là bao nhiêu hot? Lên 2 hả? Xem từ. Nhưng mà khi nó chạy 31. Tức. Tại vì nó cũng 32 đâu lấy được. Nó chạy lung tung hàng ngày khi kéo số từ sửa xong kéo hàng ngày lắm nhưng nó chụp hot. Gì? Hai con máy là sạc 24 hết. Nào. Tôi có sạc 24 mà. Hay nói đúng đúng mình chỉnh cái đi. Cái con trước là xài con sao cái số là nó chỉnh lại. Còn chúng ta muốn siêu nữa thì ta tôi gửi tay cho con hay được. Gỡ nồi quá. Siêu luôn. Nó cắm vô khỏi khai báo đi luôn. Mấy cộng đi 128. Tôi có cái lệnh mà chúng ta 8, để lại con năm tơ là sẽ đi được 8 bước. Mà mình cắm vô là tự động nhận HCP luôn. Để động luôn. Cái này chừng 1 thôi. Thử đi khác. Có hình năm tơ là sẽ bên HCP. Đúng không? Hay dù bấy router nó làm được đó, nhưng tự nhiên con router mình phải có một số lệnh để làm. Trong tập lệnh tôi có cho cái lệnh đó để ta làm, Mấy con này mất thêm chứ. Còn nếu ta không có hình thì ta phải đặt hai vi tập cho nó. Thế thôi. Định tiến thì sức tập cơ phê thì coi như là hai mạng thôi. Đúng không? Coi như là 2 mạng lên, chính tiết là 2 mạng thôi. Nghĩ lại là gì nhiều. Chuyện cứu. Chuyện cứu. Lại theo nét là sao? Sao mày hỏi 1000 câu hỏi gì sao? Theo nét là mày kết nối từ xa, mày điều khiển nó đó. À, nhớ chọn một con router thì dễ là router chúng ta có hình con làm được. Có hình theo nét cũng được thôi, chỉ có ship thôi. Chuyết thì phải hiểm IP vô cho mày làm. Phải gắn IP cho nó. Nhớ IP mình để vô khách quay đi nha. Tao lỡ cho hết 2 con IP cho video. Ấy đi mẹ. Chút về xó vậy đó.
đặc biệt là suýt hơn theo nét suýt. Còn counter nó có DJ IP rồi, thay nét rất là dễ, chúng ta chỉ cần cho phép thay nét và thay nét được thôi. Đó là router rất dễ. Tại router mình được rồi, pin được tới nó rồi. Thành ra chúng ta chỉ cần cho phép thay nét là thay nét được. Còn con chip bình thường, chip không có địa chỉ IP. Thành ra muốn pin được tới nó phải đặt địa chỉ IP cho VDN. Nên phần đó tôi nói rồi, nha, coi lại. Enable password. Cái này có trong video không? Có. Mấy cái video cuối á, gần gần cuối. Được. Có hỏi gì? Còn có xem nét thôi. Xem nét rồi, à, nãy cái nãy mà. Đó, đó, có sửa tiết le đó, vô kiếm. Cái bụng quá. Sao không lo anh từ ai bị hết luôn. Mạng mà đó là mà chưa gắn IP rồi sao nó không được. Cái dây này chưa tích. Dây này ghi ra xong. Nói rồi làm từng mạng trước đi, bỏ cái dây đi. Làm từng mạng rồi định tiến cao tơ cái một là xong rồi. Giờ này xóa hết mấy dây luôn. Sao nó vậy chứ đi. Làm từng mạng cho nó không hết mạng đi rồi mới nói được. Nhiều khi nói dây nó bị. Vẫm lại từ đầu ơi, đừng có chọt 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 vô bát bát gì coi. Làm biến cái gì mà. Nhiều không? Ừ. Sao nữa? Ý mày. Mà đang nói với cổng nào? Sugo. Sugo không? Bấm vô đây, bấm nhập vô địa chỉ. Gõ cho người lỗ tai nữa. Rồi, chấm 26. Chấm 1, mấy rồi. Thoát ra vô lại cái nó lỗi nè. 217 đi nhớ, 217. Trời ơi, thấy xong á, lỗi nó đó chưa? Nói rồi, muốn nhập cái này là phải nhớ địa chỉ luôn, rồi phải nhập vô một lần một. 217 đúng không? 217. Còn này là 252 đúng không? Rồi đó, bấm on lên rồi. Ngồi đó mà dán. Ôi mẹ ơi, nhập tay hả? Lại dán nó bị lỗi gì sao? Tôi nói rồi, tôi ngồi tôi nhập tay mà. Để nhập tay mày ơi. Ai như mày ngồi dán dục vô, dán dục vô. Quá đơn giản. Sạch. Có 1, 2, 2, 18 anh. 1, 9. Nghe mày bóp. Cái này nó hỏi được. Sao à? Thứ hai là sáng chiều, thứ ba sáng chiều, thứ tư hả? Sáng chiều luôn. Thứ tư thì học chiều mà. Thứ năm thì sáng chiều, thứ sáu thì học sáng. Ủa, chiều hôm nay học gì đó? Chiều này hôm nay tao đang ở đây nè. Ok. Sao sáng chiều đi? Sáng sáu rồi, sáng học sáng thôi. Buổi chiều sao ăn không? Ừ. Fucking bears. Không ăn thua, không ăn thua. Nói rồi, cài lại đi. Cài lại hết rồi biết tổng thể rồi cần làm gì hết à. Lúc đó phải lên thế này như thế nọ liền. Ngày quốc
hai clip là thấy no mà rồi đó. Từng ngày hết ham chơi rồi. Theo nét thì vô cái SLK mày phải là đầu tiên là enable đúng không? Rồi sau rồi config stay. Rồi nhớ là enable bus, đặt cái bus để kết nối enable vô á. Rồi xuống dưới cái nữa là live VTI 04. Nhớ không? Cái chỗ có. Tại đó có. Đã xanh. Muốn mình đéo được thì hai con tay đâu. Chưa gì mà mình đâu. Có. Vì coi đi nó rồi. Mình được con máy Kindle Forward. Con Switch nó sẽ làm mệt hơn nữa, Switch nó mệt hơn router nhiều. Router thì khỏi cần đặt địa chỉ IP vô nữa nữa. Nó có sẵn rồi. Một con router, một con Switch. Ừ. Ý nghĩa là mày có thể cấu hình của nó từ xa. Ví dụ như ngoài đời phải không? Mày muốn mày cấu hình cái một con switch nữa đây, mày phải để con máy tính mày cắm cọng dây còn xanh vô cái switch. Còn này mày chỉ cần ngồi nhập mạng của nó thôi, mày chỉ cần làm từ xa thôi. Làm hết luôn hả? Xong rồi. Xong hết luôn. Chưa có viết mấy cái địa chỉ kìa thôi. Có email chưa? Email rồi luôn. Về chạy. Nhờ ai? Nhờ clip của mày đó. Ờ. Hả? Ý tao nói là em là mày làm cho Switch. Có con nào chung đâu ông nội, con nào cũng riêng mà. Hả? Ừ. Giờ mày coi đi là mày hiểu rồi, chứ giờ mày hỏi thì cũng không cũng lú thôi. Sao này ít view với chạy. Sầm lý sầm. Lào khu là gì tao cũng không biết nữa. Cù cù láo. Vậy. Chủ nhật con chết rồi gảnh gảnh gì. Chủ nhật đừng bắt tao chạy vô trường rồi học nha, tao mệt lắm. Học từ thứ hai tới thứ bảy rồi, làm ơn cho chủ nhật cho tôi yên ha. Mai còn phim. Phim này nữa. Phim gì? Lào cu, sát sống cù lao rồi. Cái lợn cái không có mà nó bán rồi mà, nhưng mà hắn mấy mới ra được. Hay không? Hay hà nó rồi. Chỉ miếng đỏ hành hà nó rồi. Thôi trang bị móc chi cho nó cây súng mẹ nó bắn trước con Godzilla cho gọi đi. Thiệt là. Ủa sao này là ghép hả? Thiệt á. Tao hiểu kiểu gì.
cho cái bàn tay máy móc nữa, bóp sức mạnh lên quýnh gì Godzilla hả? Hàng mấy phần ra mấy phần rồi đấy, ta coi review phim không ạ chứ không có phần trước như cứt gì còn gác thôi đó. Phần này là chưa coi mà. 21 nè, 19 còn à, 21 là đấu 19 là đấu với con hai đầu rồi Kim Bura rất có cái con Mechanic nữa. Mechanic là phần thích mới đây. Tập coi công nè. Công đông đảo. Đây, đầu tiên là cho nó cái đó hết cái sao. Gì vậy? Từ máy này tới máy kia được, tại mảng nó không rồi mà. Mày phải tải có báo bắt quật, bằng nhập bắt quật chưa? Đổ về ở đâu? Bình Thành Long chứ đâu? Chưa. Ừ. Cái này là Ninh Bình quá vậy. Phải không nội? Vịnh Thành Long làm gì có núi. Cái núi núi mà. Ninh Bình cái gì? Trời giờ này đâu có bật máy nữa, là giờ làm bén chút là về làm bài rồi bật máy rồi gửi luôn rồi. Đó là tính dễ bản không, tao làm hoài ra luôn hoài. Đó Ninh Bình mà. Ủa có Vịnh Thanh Long. Nhưng mà Vịnh Thanh Long đó là cay của mẹ, tôi có cái clip mà nó mất cái khúc quan trọng là má khúc này làm gì trời, khúc này làm gì trời mà coi quay nó đứt ngang gì tôi khó chịu thiệt. Khúc nào trời, tao quay liền mặt. Khúc cái con quay con lết con tơ ấy. Tao ngồi quá, tại sao nó và bả xuống tôi coi nha. Nói chuyện nữa. Cắt không? Hay cắt hay giữ luôn. Lào cu. Cù lắm. Nãy giờ mấy tiếng rồi? 47 phút rồi. Cái pin châu vô. Cái này chúng ta sẽ có là 0.1. Đây ghi mình sẽ đặt cho nó là 0.1. 0.0.2. Mình sẽ làm trên chiếc chia chi bên lên chia ra hai bên lên ra chiếc trên bay nó có một bên lên thôi. Chấn hương xuyên sống. Sắp gần gì vậy? Giống như cái này bị xiên á hả? Đầu nó ta hả? Hít sọt á. Hít sọt nghe mặt. Hít sọt nghe mặt. Fascia cho mặt. Thank you.
Cười ghê. Còn mấy đéo đéo gì nữa. Cái này cũng bình thường. Nhưng mà lên Facebook nó che. Còn mấy cái mắt căng kính nó mới ghê, như cái này hình ảnh. Trong mấy cái máy lép ghê tao mà nó kiểu như nó cảnh báo mấy lần đó, tao lít giật coi không được luôn. Coi được một giây xong nó hiện lên cảnh báo, coi được vậy nó được. Chặt kỹ thuật. Bữa ông hẹn nói hai tuần, tuần nữa tuần sau nạp rồi chứ. Tuần sau nạp luôn. Để lót bập. Bây giờ tao mới làm sớm. Hai ba thì hai ba. Nói được ha. Cái tên bây giờ muốn hai ba là hai ba. Ha. Quay nét không nội. Dơm vô chỗ đó đi cho nét. Dơm vô nó còn bể nữa. Đâu có dơm đâu, bấm vô dạ. Bấm gì nè, bấm lấy nét. Ừ. Tạm đây đây. Tao quay lại với tao vu. Đó mày tại mày. Biết hồi nãy nó quay nó có lu. Không lu là nó khóc khát á. Sao mới rồi? Rồi quá, không quên rồi, nó giảm.
Ôi gì chứ gì? Ôi mà kiếm được nữa kìa. Đó, tỷ lệ gì? Bóp vô chứ gì đâu. Tỷ lệ gì? Chụp ảnh được mà. Trời ơi, cái này hấp dẫn quá. Cái này nó chỉnh ảnh quá. Cái này thấy nó chỉnh ảnh á. Này, mấy này. Không tin cho bóp thử mới tin. Cái này có cửa. Được bóp mới mấy chục triệu. Ủa, hình như có bán rồi. Có bán rồi không? Đang lên kiếm đại gia, không biết đang giữ. Chừng nó bán rồi. Ủa, thì con rồi. Nó coi lệnh đi người. Tập lệnh đi lại đâu? Cái gì làm không ra hả? Gái chứ mày tao chưa bao giờ kiếm gái như này. Để em coi luôn. Kìa, mày gió lọc. Cái gì? Anh đang không, mày nói với mày hả? Con cái sẹt thì con với mấy này không coi. Trời ơi trời. Gì trời? Thành nào cũng nguy như là mỡ chứ. Cả thử ai? Cả thử ai? Cả thử ai? Cô vẽ 3D nữa kìa. Cái này nó không nổi luôn. Cái này chụp phi chịu không nổi rồi. Cái gì chịu nổi. Luôn đại. Luôn gì quá. Bự quá. Bỏ luôn nè. Bỏng. À, có bán quạt nữa. 4 giờ. Nãy giờ quay cái này các bạn. Có mấy này nữa. Nghe buồn lắm. Không cây ngầm làm sao. Nghĩ sao cây ngầm. Cái gì nữa. Cây ngầm qua đít này. Cây ngầm qua đít này. Đấy. Có luôn hả. Sư tụng em tích bi. Đúng. Cái này quen. Cái này phim mà. Nè. Ở chừng nó nứt kia, nứt rồi đó. Bóp bể rồi đó. Cắt vú. Vú gì đây? Khu Minh Ly. Miếng khứa này ở trong phim Alien. Vậy.
lướt tròn, nó lướt tròn một chú luôn. Đây đây đây. Anh như cái vậy lo bớt luôn. Có mấy cưới Nhật á, mấy cưới Nhật á. Đúng rồi, mấy cưới đầu tiên. Có lợi cưới đầu tiên. Tao muốn lót chỗ nhé. Mọi người đâu có tiền không? Lâu quá, nhưng lâu lâu cũng không quên đấy. Phát 01 đâu, phát 00. Cái đường không như nó báo lỗi. Xin lúc đốc. Xin bỏ cái xếp về đêm 2. Mai có tải điện mình không? Về đêm 2 cho tao hoàn cấp nó báo lỗi thì giờ đâu có chơi game đâu. Thì mình cũng có tải hả? Đâu. Chưa. Tải nhớ đâu. Lấy tiếp lệnh lương. Mấy kia có tải. Mấy kia mấy bạn. Em muốn được xem được chừa mấy cái cho con. Chừa mấy con ở đây một, còn ở đây một mà chừa ở đây hàng quá cái gì vậy. Xịn quá, cái này khó lắm mà. Rồi. Cái này khó làm luôn, sợ nó gì. Chuyển qua lên wow. Sao cầu vật quên rồi anh lên xuống. Làm xong rồi không nhớ. Interface. Giờ cái con trai cây ngầm mãi rồi. Không đúng không? Tao bị chết rồi. Bi bi. Bi tia. Không phải, tao là bisexual. Bisexual. Nó không một, không có không không. Không một. Vậy là cô lô hết rồi. Thank you.
đúng không? Anh gọt ra hết. Chúng ta sẽ chọn lên hai, chọn số hai. Thích bi nó cũng có dùng che nó để. Hai bi. Che dưới ha. Coi mua nội y nó chập cho mày coi. Rồi có mấy shop quýnh giá thôi có tâm. Cái quầy xứng xuống một lần này coi đánh giá luôn. Chập cho mày coi luôn. Xin đâu nó vậy nghe xin. Xin được vào. Con đi xin thì nó xúc người ta ra ngoài. Đâu? Em ngồi lâu rồi. Sao có mấy con bữa quá vậy? Hai bên hai không ạ?
ta. Cái gì cho bác tạo cái đèn trước đúng không? Tạo bên đèn 2, đặt tên là bên đèn. Tạo bên đèn 3. Bên đèn 3 đặt tên bên đèn 3, bên đèn 2 đặt tên bên đèn 2. Chúng ta đặt tên khác cũng được ha. Nên dùng tên bên đèn 3, số 3 thì bên đèn 3 cho nó dễ. Đó là tạo thêm bên đèn. Tạo xong thì chúng ta sẽ làm gì? Chích vào asset. Chỗ 0 đến 10 nó bị lỗi hoài ha. Rồi xin bỏ asset bên em nghe. Bắt từ 0 từ 11 đến 20 mình xin bỏ asset bên em 3. Tương tự thôi, cái lệnh rất là dễ thôi. Ok, chuột vô, thấy có hai chiếc interface là ok. Thế là cái 0 sẽ 0.2, cái 0 sẽ 0.3. Nhớ show lên nó phải cái ghi ra không phải phải up ha. Hồi nãy nó đau thì mình phải vô interface đó, mình vô sẽ đau lên. Hồi nãy cái lệnh trên kia mình vô sẽ đau trong từng cái sub interface không cần nha. Mình ra mà mình vô sẽ đau luôn. Vô interface ghi ra không không mình vô sẽ đau luôn. Và hỏi gì đâu? Chúng ta sắp chơi còn gì đâu mà làm không được thì bắt lại rồi. Địa chỉ của interface của router đây chính là đề mô gateway của cái mạng này. Do đó lấy địa chỉ đầu tiên mình cập cho cái interface của router là đề mô gateway. Nói vậy. Nè đề mô gateway. Thấy máy tính vào nè, máy tính kêu nè. Cái đề mô gateway nó là hai cái bộ không? Hai cái bộ. Là đề mô gateway của mạng này. Cái này có cái quay đi AB của cái interface router. Thì đó chỉ đầu tiên của một mạng là mình gác cho interface router. Nó chỉ là điện thoại quay luôn. Khi chia sức nét xong thì địa chỉ đầu tiên chính là địa phương gateway của bạn đó. Thì cái địa chỉ đó sẽ được gán cho interface của router kết nối xuống mạng đó. Được không? Giống này interface này đang kết nối xuống mạng bên hai thì đây chính là địa phương gateway của nó nè. Lấy địa chỉ đầu tiên gán cho nó. Và địa chỉ này chính là địa phương gateway của mạng bên hai này. Tương tự này cũng vậy, 3.1. Này yếu đuối cực bự yếu luôn luôn tuân thủ việc cái bơ bơ mũi về nhà về gắn bớt này có 3.1 cũng tẹt sao rồi yếu đuối xin nội cũng vậy, xin nội chúng ta gắn IP cho bên em, IP đó chính là điện thoại gateway của bạn đây đó. Chia sao?
Về test lại bài 2 đi. Không có thứ 7 vô test luôn. Bài 2 cái tiền vì sao mấy bài hát rồi bài có thời gian tao. Bài 1 làm có mấy phút mấy bài đó làm đâu gần nửa tiếng hồ chưa xong. 7 test.